Chào mừng quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến bạn một sản phẩm phân bón sinh học vô cùng đặc biệt, đó chính là phân bón Biokinkei. Với các thành phần trung vi lượng cần thiết cho cây trồng, sản phẩm giúp giải độc phèn, khử ngộ độc hữu cơ và thuốc, đặc biệt là đối với đất bị nhiễm mặn. Sản phẩm này còn cải tạo đất, khử chua, giúp cây hấp thụ dinh dưỡng một cách tối ưu. Sản phẩm này giúp kích thích bộ rễ phát triển một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, giúp cây trồng của chúng ta chống chịu tốt hơn với các điều kiện khô hạn và ngập úng. Quan trọng hơn, việc sử dụng có thể giảm lượng phân bón hóa học cần dùng, từ đó có thể bảo vệ được môi trường. Khi sử dụng thì ta hòa 20g phân bón với 8 đến 16 lít nước. Bà con nào mình đang quan tâm và muốn mua có thể liên hệ vào số hotline 0776 400 038, hoặc cũng có thể truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm nhé bà con.